Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Nay ngày 26 tháng 5 năm 2022 mình sẽ chơi tiếp trò chơi anh coi nha, Dragon Ball cho các bạn ha. Thì đây là những nhân vật có trong trò chơi mà lát nữa sẽ chọn một trong những nhân vật này để mình chơi với bạn ha. Đó, bạn gì đây? Khá là quen thuộc. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi thôi nha. Bắt đầu nào. Ok. つかめてきた気がする。